Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một phất tết của Onkyo. Đây là một phất tết mini, nó có tên mã là K505FX. Em nhớ không nhầm thì em đã từng bán ít nhất một chiếc giống hệt như thế này và đã có video khá là chi tiết rồi. Ngày hôm nay là một chiếc kế tiếp. Ở đoạn đầu video thì các bác đã thấy em test nó hát cả chiều xuôi lẫn chiều vớt ở trên cái thớt K505FX này. Và cũng xin nói luôn ở ngay đầu video, với tất cả những cái thớt tép, cho dù là thớt tép mini hay là thớt tép giảng đại hay nọ kia ấy, tất cả những cái món liên quan đến tép cassette em chỉ test chứ không bao chạy. Kể cả nó chạy tốt, em cũng bảo là nó không chạy để tránh những khiếu nại không đáng có. Ví dụ như trên cái thớt Onkyo K505FX này, thứ mà em bao đó là bao có điện vào, như các bác đang nhìn thấy đây. Tức là em bao có điện vào thôi, không bao chạy được. Tất cả những ông mà đang đi tìm kiếm đồ, mua đồ với cái tư tưởng là cầu toàn thì em nghĩ là không nên chốt nha. Những thứ này 5 thì 10 họa mới có, chứ nó không có đủ nhiều để cho các ông muốn mua lúc nào cũng được. Và em cũng phải khá là vất vả mới có được những cái thứ như thế này. Do vậy em tha thiết mong bán cho những người có kiến thức, có kinh nghiệm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, sẵn sàng chấp nhận mua một món của thằng Từ về mà nó không chạy được, và mình phải ra tay để làm cho nó chạy từ A đến Á. Rõ ràng là em không bao chạy, nhưng em cũng vẫn thực hiện những cái bản test vô cùng nghiêm túc ở trên video. Các bác thừa biết tính em rồi. Thế thì tại làm sao mà ở trên những cái thớt tép em lại không thể bao chạy được? Nó có nhiều lý do. Đây là một cái băng UD1, băng Maxell xịn. Và cái đoạn nhạc các bác vừa mới nghe là do chính cái thớt này nó ghi ra từ nguồn nhạc điện thoại. Một lát nữa em sẽ làm demo để các bác thấy cái khả năng ghi trên cái thớt K505FX này. Cái đáng nói là chúng ta đang có một cuốn băng UD1 của Maxell băng 60 phút. Đây là một trong những băng dòng băng tip 1 với chất lượng cao và bậc nhất thế giới. Khoản này thì em không phải là nổ đâu ạ. Cái thớt này nó cũng có một số những cái thứ tồn tại liên quan đến kỹ thuật. Một lát nữa em sẽ báo cáo sau. Về đầu tư bánh tì hệ cơ, em thấy nó còn tốt nha. Em đã tháo ra vệ sinh sơ bộ thì nhận thấy là cái dây cua loa cửa và một cái dây cua loa dẹt dành cho vấn đề tua đi tua về là nó ba tỷ lệ trùng. Em đã thay hai cái dây mới, còn cái dây dẹt, dây chính để chạy bánh đà thì vẫn là dây zin của nhà sản xuất. Máy móc bên vỉ còn sạch sẽ, tất cả zin chất bãi, nguyên đai cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Cho dù có thế nào thì cũng chưa có ông nào ở Việt Nam được vinh dự sờ tay vào cái thớt này ngoài em ra. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ thực hiện một đoạn ghi demo ngắn để các bác thấy được cái khả năng ngoài cái vấn đề đọc thì nó ghi như thế nào. Nguồn nhạc thì chúng ta sẽ cho nó ghi một đoạn bài Nối Lại Tình Xưa do ca sĩ Như Quỳnh và Mạnh Quỳnh trình bày. Vì cái thớt những cái model này em đã từng dẫn video nói sùi cả bọt mép ra rồi. Do vậy ngày hôm nay em sẽ không hướng dẫn nữa và em thao tác luôn. Nói chung là đối với tất cả những ông sáng ý khi nhìn vào những cái thớt này không cần phải chỉ dẫn đâu ạ. Các ông chỉ mất chừng 30 giây là có thể làm chủ được vũ khí khí tài thôi, không có gì cả. Bắt đầu ghi.
em ghi đến thế thôi. Chúng ta ghi đi mô đoạn ngắn vậy thôi. Và bây giờ em sẽ tua trở về một chút để chúng ta kiểm tra cái đoạn mà chúng ta vừa mới ghi. Không khó để nhận thấy là con này ghi tốt nha, chất lượng ghi tốt, hầu như không bị suy hao và phân cách stereo hết sức là rõ ràng rành mạch. Thì nãy em có nói nó có một vài cái tồn tại ở trên cái thớt này, em cần phải báo cáo rõ để người mua nắm được. Thứ nhất là có một vài phím là không bấm được, cái phím lùi ở direct level thì không bấm được, phím lên thì bấm được này đó. Đó là một. Cái thứ hai là theo cái hiểu biết của em ấy thì trên thớt này là cái mạch mút, tức là mạch mạch tự làm câm tiếng trong quá trình đảo cơ, dàn cơ, đảo cơ, ra vào cơ ấy, thì cái mạch mút tạm thời tắt tiếng khi đảo cơ của cái thớt này hiện tại là nó đang xảy ra một cái lỗi, nó không tự ngắt tiếng trong quá trình đảo cơ. Đấy, ví dụ như thế này nhá, em cho eject ra bằng là các bác thấy là nó có tiếng éo éo là xuất hiện ra loa. Đó, các bác thấy tiếng è ra loa không ạ? Đó, đây là cái mạch tạm thời, mạch mousse tạm thời câm tiếng trong quá trình đảo cơ ở trên cái thớt K505FX này, hiện tại nó đang lỗi. Đó, các bác thấy tiếng nhẹ không? Nhưng mà chỉ trong cái lúc đảo cơ thì còn khi chạy play thì không vấn đề gì. Vớt này. Cái lỗi này thì nó không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm người dùng, chẳng qua là cái lúc mình cho ra cho băng vô ấy hoặc là lay đảo cơ thì nó xuất hiện những cái âm mà đáng lý ra nó chưa được phép xuất hiện thì nó đã xuất hiện rồi. Đây nhá, em làm lại lần nữa các bác nghe này. Nó khi mình ấn eject ra băng ấy thì nó có cái tiếng nhiễu từ motor è ra loa của chúng ta. Đó. Vậy thôi, còn mọi thứ thì em thấy là tương đối là ngon trớn. Và bây giờ em sẽ ngoảnh đít ra để cho khách yêu nào đấy khi mua được nhìn tường tận. Em xưa này bán hàng kỹ lắm, cho dù món đồ nó chẳng đáng là bao nhiêu tiền, nhưng em cố gắng miêu tả làm sao cho khách nắm được, hiểu rõ là mình đang mua cái gì và nó có xứng đáng để mua hay không. Cơ còn tương đối đẹp, sạch sẽ, đầu tư đầy đặn, đầu tư bánh tì còn tốt. Em bao zin tuyệt đối, em chỉ có thay hai cái dây cu loa, một là cái dây cu loa cửa này nhé, không thay nó ba tì lê thì nó vào rồi lại vô, nó không ở, bắt buộc phải thay chứ có thích thú gì đâu. Đó là một. Cái thứ hai là cái dây cu loa vuông để chạy cho quá trình tua đi tua về, còn cái dây cu loa dẹt chạy bánh đà vẫn là dây zin. Đây là tăng phô bên vỉ sạch sẽ nha. Đây là đít và chúng ta sẽ đọc qua cái số seri. Số seri có đuôi 0656. Số khung là
3448 thì phải. Và đây là thông tin Onkyo Stereo Cassette Tape Deck K505FX, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 11W, Made in Japan, không nói nhiều. In out thôi khỏi, không nói nữa nhá. Cái này mà không biết nữa thì thôi đấy, chơi cái gì. Và để tỏ cái tấm lòng thương thảo của một thằng chủ shop thì em cũng vẫn nghiến răng em tặng cái cuốn băng Maxell, một trong những thể loại băng tip 1 như em đánh giá là tốt và bậc nhất thế giới. Em nói với các bác trên tư cách của một thằng bán băng một nước và cũng đã ngồi rạng rái ra, lôi đủ các thể loại băng của các hãng ra để ghi thâu thử các kiểu. Và em nhận thấy là cái thể loại băng UD1, băng tip 1 của Maxell này ngon đấy ạ. Đo em bao sáng nhá. Đó, thấy chưa? Đít sáng. Cái vỏ ấy, vỏ nắp ấy thì hàng bãi nó về. Nó có chảy chớt sơn. Và tiện tay em vớ được cái lọ sơn nhũ thì em xịt cho nó hai đường cơ bản. Nó tóm lại là nhìn nó cũng sạch sẽ rồi nha. Đó, khách yêu về đỡ phải băn khoăn là mua phải cái thớt tết của thằng Từ rồi thì cái nắp lưng nó chảy nó xấu quá. Bây giờ là lúc đẹp rồi đấy. Phần trình bày và tiếp thị cần lực của em xin phép được dừng ở đây. Giá thì em không muốn báo. Tình yêu nào và muốn ôm cái củ nợ này sau khi đã đả thông tốt về mặt tư tưởng, tức là sẵn sàng chấp nhận rủi ro, sẵn sàng mua một cái thứ của thằng Từ về chỉ nhìn thấy có điện vào mà không thấy nó chạy nha. Sau khi tư tưởng đã được đả thông tốt thì rút điện thoại ra gọi với nó để tiến hành lấy giá và lấy chốt cụ thể. Em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.